buổi chiều thật đẹp của mùa thu hoa thịnh đốn. Chúng tôi đang có mặt tại Mission District công viên để gửi đến quý vị chương trình Nói Với Mùa Thu 2 do một nhóm nghệ sĩ, nhạc sĩ Hoàng Cung Pha và Nguyễn Tử Tín khởi xướng, gửi đến quý vị giữa khung cảnh mùa thu rất ư là nghệ sĩ, lá vàng ngập lối với những ca khúc trữ tình lãng mạn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Cái sân khấu nhạc này là trong cũng là thật thuần túy là những người bạn yêu âm nhạc với nhau thôi, và có thể là tụi này loan truyền trong cái hàng ngũ người thân với nhau là còn nhiều, nhưng rõ ràng là hôm nay có khoảng đâu có thể trên 100 người Việt mình đến thưởng thức nhạc với cái tựa là Nói Với Mùa Thu 2 ạ. Bởi vì năm ngoái các anh chị đây cũng như khuôn mặt khá ư quen thuộc này, hôm nay đã từng tổ chức một lần rồi. Và nếu mà khán thính giả của chương trình này SBTN, nếu theo dõi những cái phóng sự của đài đã từng thấy những nhiều sân khấu văn nghệ, dù là do văn hóa, nghệ thuật hay là về gây quỹ, thì có thể nhận ra rất nhiều các khuôn mặt ngày hôm nay. Thì đó cũng là cái chủ đích của cái buổi sân nhạc Nói Với Mùa Thu ngày hôm nay. Rất là nhẹ nhàng, rất là... Và những vị này đó, thì nếu các vị để ý là họ đóng góp rất nhiều cho những mục đích tốt, xây dựng cộng đồng, văn hóa, văn nghệ và từ thiện. Và rồi đương nhiên đó là rất nhiều khi các vị, các người nghệ sĩ họ cũng phải thực hiện theo một những cái tiêu đề, những chủ đề chính. Và ít khi nào mà một những các anh em nghệ sĩ này có dịp ngồi yên một chỗ hay mà sẽ hát 2-3 bài liền mà không có người xì xào đuổi sướng. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị chương trình Nói Với Mùa Thu 2 do nhạc sĩ Hoàng Cung Pha và Nguyễn Tử Tín khởi xướng tại công viên George Mason District. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.